Cách đây đúng một tháng, ngày 1 tháng 7 năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chống tham nhũng. Nghị định này được cho là vũ khí hữu hiệu để dẹp bỏ các doanh nghiệp sân sau chống tham nhũng. Với dư luận trong nước, nhiều năm qua, khái niệm sân sau không còn xa lạ gì. Đây thực chất là loại mô hình để các quan chức trong bộ máy nhà nước trục lợi, thông qua việc nắm giữ cổ phần sở hữu được che giấu nhằm ăn chia lợi nhuận một cách thường xuyên từ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Nói một cách nôm na là doanh nghiệp dùng tiền nuôi quan chức và quan chức dùng quyền bảo kê cho doanh nghiệp. Vậy những doanh nghiệp này xuất hiện từ khi nào? Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng nhớ lại. Cái vấn đề sân sau của các quan chức bắt đầu nổi lên từ những năm 2009-2010 và đến năm 2012 thì nó được chính thức nêu ra bởi một trang web không hề chính thức mang tên là Quan Làm Báo. Và khả năng nhiều là trang này là do một cái nhóm, một cái lực lượng chính trị ở trong đảng, chính trong nội bộ đảng đã dựng ra và chĩa vào sân sau của các quan chức, chỉ trích sân sau và tố cáo sân sau của các quan chức. Mà vào khoảng thời gian đó, quan chức bị tố cáo sân sau nhiều nhất là Nguyễn Tấn Dũng, tức là Thủ tướng. Ông Phạm Chí Dũng cũng nêu nhận xét của ông rằng, càng về sau này, chính trường Việt Nam càng lộ ra một đặc điểm rất lớn là các quan chức từ trung cấp cho đến cao cấp đều có sân sau. Có nghĩa là đã có sự kết hợp một cách hữu cơ giữa các nhóm chính trị, quan chức chính trị, cá thể chính trị với những nhóm lợi ích tài phiệt kinh tế, những cá thể kinh tế để trở thành những mối quan hệ chính trị và lợi ích xen kẽ lẫn nhau. Trước đây, sân sau là một từ ngữ được Đảng Cộng sản Việt Nam giấu giếm, nhưng bây giờ nó phổ biến tới nỗi được dùng trong các văn bản của đảng. Tại buổi báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật ngày 19 tháng 9 năm 2017, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội bà Lê Thị Nga phát biểu rằng kết quả kiểm tra gần đây của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho thấy những nghi ngờ của cử tri về lợi ích nhóm sân sau là có căn cứ. Nhà báo Đường Văn Thái, người từng có thời gian làm việc tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết hầu như chính trị gia nào cũng có sân sau. Có những ông còn có cổ phần hơi, nghĩa là mọi thứ được thỏa thuận bằng lời nói. Chỉ cần vài cú điện thoại là giải quyết xong mọi thỏa thuận. Có thể hiểu đại loại là doanh nghiệp và quan chức sống dựa vào nhau. Người ta bảo là có tiền thì sẽ có quyền, mà có quyền thì sẽ đẻ được ra tiền. Cho nên là tất cả các cái doanh nghiệp ở Việt Nam thì đều chạy theo chính trị gia, mà chính trị gia thì đều là đứng ra bảo kê cho các cái doanh nghiệp sân sau. Đa số người đứng đầu những doanh nghiệp sân sau là người thân, bà con họ hàng với người đứng đầu địa phương, cơ quan, chính quyền. Nhưng theo luật phòng chống tham nhũng năm 2005 thì chỉ quy định người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp, chứ chưa có quy định hình thức xử lý. Nay, Nghị định 59/2019/NĐ-CP vừa mới ban hành, quy định rõ tại Điều 83. Cách chức đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có hành vi bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó mà đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước. Tuy Nghị định 59 có nêu cụ thể hình thức xử lý, nhưng do vừa mới ban hành,
Chưa biết khi áp dụng vào thực tế có chặn đứng, xử lý nghiêm khắc các quan chức sử dụng sân sau để trục lợi hay không. Nhưng nhà báo Đường Văn Thái khẳng định rằng đây chỉ là hình thức bị dân, chứ không thể dẹp được sân sau, cho dù có ra bao nhiêu quy định đi nữa, bởi ông nào cũng có sân sau. Đã gọi là công ty sân sau thì hầu như là đều là của ông nọ dính ông kia, cho nên là bảo loại thì em nghĩ là nó chỉ là đưa ra gọi là cái hình thức kiểu như là chống tham nhũng, thì thực tế ra là thanh trừng phe phái, bảo là bây giờ mà loại bỏ thì cực khó, bởi vì là nó, ngày xưa thì các cụ bảo 12 sứ quân, nhưng mà bây giờ mỗi một ông ủy viên Bộ Chính trị nó là một sứ quân, mỗi ông là một nhóm, một phe thì khó loại lắm, loại ông này để đạt ông kia. Trong một lần trò chuyện với RFA, nhà báo Trần Quang Thành, nạn nhân của việc chống tham nhũng từ 30 năm trước, nhận xét rằng nội bộ đảng Cộng sản có thể mâu thuẫn với nhau kịch liệt, có thể thanh trừng lẫn nhau, nhưng đến một lúc nào đó, vì quyền lợi của đảng và quyền lợi của cá nhân họ, thì họ sẽ ngã giá với nhau để giữ lại thế cân bằng, chứ không bao giờ triệt hạ nhau đến cùng. Nhận xét của nhà báo Trần Quang Thành cũng chỉ ra bức tranh không sáng sủa, cho dù chính quyền có đưa ra bao nhiêu giải pháp chống tham nhũng, mà trong đó việc dẹp bỏ sân sau là một mục đích chính đi nữa. Với tiến sĩ Phạm Chí Dũng, thì việc dẹp tham nhũng hay dẹp sân sau đòi hỏi sự quyết tâm rất lớn, với độ trong sạch và minh bạch rất cao từ đảng, nếu như đảng thật sự muốn dẹp. Tuy vậy, ông nhận xét. Tôi đầu rằng rất là khó, tại vì trong khoảng hơn 2 năm vừa qua thì cái tiến độ được coi là chống tham nhũng của đảng mà do ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì mới chỉ bước được những cái bước khá là khiêm tốn, gần như chưa đạt được một cái kết quả lớn nào cả. Mà trong khi đó thì lại xuất hiện những cái dư luận cho rằng chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng chỉ tập trung vào chủ yếu là cái việc tấn công các đối thủ chính trị, những người không ăn cánh với ông Nguyễn Phú Trọng mà thôi, chứ không phải là việc tiêu diệt hoàn toàn nạn tham nhũng. Nếu như đảng không diệt được sân sau thì chính sân sau nó sẽ diệt đảng, có nghĩa là sẽ làm tan vỡ đảng. Ông Phạm Chí Dũng nêu ra hai giải pháp mà theo ông có thể làm giảm, chứ không thể loại trừ hoàn toàn sân sau của các quan chức. Thứ nhất là khi phát hiện dấu hiệu có sân sau của các quan chức, thì người đứng đầu nhà nước phải luân chuyển ngay, không chờ hết nhiệm kỳ. Giải pháp thứ hai là đảng Cộng sản cứ để cho phe phái tiêu diệt lẫn nhau, lúc đó họ tiêu diệt luôn sân sau của nhau, với điều kiện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương đừng can thiệp vào. Ông cũng đề cập đến vấn đề truyền thông bẩn trong chiêu trò triệt hạ sân sau của các phe cánh. Điều đó cho thấy rằng công cuộc chống tham nhũng trường kỳ nay đã có thêm công cụ mới là Nghị định 59. Thêm công cụ này, liệu sẽ có không ít quan chức đang tại nhiệm sẽ bị đem ra trước vành móng ngựa hay không? Tuy vậy, nhà báo Đường Văn Thái vẫn không lạc quan về chiến dịch chống tham nhũng tại Việt Nam, vì theo ông không bao giờ có ánh sáng cuối đường hầm. Nổi cộm ngay như bây giờ đang thi nhau báo chí dùm beng cái chuyện mà hàng Việt Nam chất lượng cao như tội lốt hàng Trung Quốc, điển hình là cái tập đoàn Asanro đó, thì nó cũng là sân sau của một vị quan chức ở Bộ Chính trị, thì thế cho nên là báo chí thì cứ lên tiếng, dân thì cứ nói như vậy thôi, nhưng mà nó chắc gì đã dẹp được cái doanh nghiệp này.